luôn hả? Ba ơi, ba ơi. Sao người ở miền Bắc là người ta ăn nóng vậy ba? Đâu có, Bắc người Bắc hay người Nam gì đều ăn nóng giống như nhau, tùy theo người thôi. Người thích ăn nóng, người thích ăn nguội. Tại cái này mới làm nóng ra mà con đụng vô, lỡ tay đụng vô nó bị nó mới nóng dữ vậy. Con lấy cái khăn lạnh á, con chùm chùm vô cho nó mát mát rồi. Nước cá mấy rồi. Mời. Hoặc là vớt cái cục đá trong khi cái ly trà đá nó chùm chùm.